Rồi, mến chào anh em đang xem kênh Nhân Chăm Sóc Mai Vàng ha. Chúc anh em xem kênh được vui vẻ và hoàn thành tốt công việc trong cái ngày đầu tuần mới này anh em. Hôm nay là ngày ngày thứ hai, ngày 18 tháng 4 âm lịch rồi ha. Thì những anh em mới tập chăm sóc cây mai á, thì mấy ngày qua cũng có là gọi điện hỏi, rồi cũng như comment hỏi là trong tháng 4 này mình tưới phân cho mai những cái loại phân bón nào cho nó thích hợp để cây phát triển ở giai đoạn 1 này anh em. Thì ngày hôm nay mình cũng đi chăm cây cho người ta ha, cũng theo dõi lãnh cây của người ta thì cũng phải theo dõi hàng tuần á. Thì cái này không phải là chỗ mình nha, cái này là vườn của người ta mà người ta có cái mấy cây kêu mình tới chăm. Thì công việc của mình là vậy đó nha, hàng ngày thì tới lượt định kỳ tới chỗ nào chăm thì mình cũng đi chăm cây cho người ta. Thì có một số anh em thì cũng kêu là khi nào đi chăm cây cho người ta thì quay để gửi đến anh em xem cho vui. Thì ngày hôm nay mình cũng có tưới tới chăm cái mấy cây mai nhà nghe nè, chăm để có hoa chơi cho vui thôi chứ không phải là chăm để bán gì cả. Thì trong tháng 4 này sử dụng những loại phân bón nào cho nó thích hợp thì mình đã nói về vấn đề này rất là nhiều lần nghe nè. Trước khi muốn sử dụng phân bón, tuy là đây là giai đoạn này là giai đoạn 1 ha, mình muốn sử dụng phân bón cho cây cho nó thích hợp thì phải kiểm tra cây trước ha, rồi mới bắt đầu mới quyết định là sử dụng cái loại phân nào, cây đó như thế nào nữa. Vì đã qua mấy tháng chăm rồi, không phải cây nào cũng phát triển như cây nào nghe nè. Tùy theo cây mà lựa chọn phân bón hay là những cái cách làm như thế nào đó cho nó thích hợp. Đây là ba cây thôi, ba cây cũng nhỏ thôi nè. Những cây như thế này được gọi là phát triển bình thường theo mình nghe nè. Còn anh em thấy sau đó thì tùy anh em, có thể là có những anh em chăm giỏi hơn á thì cho là những cây này phát triển còn kém, còn theo mình thì mình chỉ cố gắng hết sức cũng được như đây thôi anh em. Những cái này đáng lý ra là anh em phải chận nha, nhưng mà mình để dành bo, mình xin bo ha. Những cái này đáng lý ra phải chận ngay trong này, phải chận đó. Mà cái này bông này rất là đẹp nha anh, bông này lớn nhiều cánh, giảo nha. Cái này là giảo, lá mai giảo thì anh em biết rồi, nó tròn và nó bầu bầu và nó lớn lắm đó. Thì những cây như thế này là được gọi là phát triển bình thường thì mình cứ định kỳ sử dụng NPK, riêng NPK thôi nha. Còn phân hữu cơ vẫn định kỳ, mình thì giờ mình chăm qua phân dơi rồi anh em, chứ mình không có dùng sử dụng phân bò để cho cây nữa ha. Tại vì phân bò để lâu quá là nó mất độ đạm nha, đạm nó sẽ mất. Nhưng mà trong giai đoạn 1 này là phải cung cấp đạm cho cây thì cây mới là đi đọt được ha. Mình muốn cây đi đọt kín tàn thì phải cung cấp đạm vào và chặn đọt nha. Những cái cây như vậy cũng đã kín tàn rồi cho nên mình để dành mình lấy bò ha. Những cây như thế này thì kín tàn rồi, mình sẽ thu cái này thêm 1-2 cây nữa, khoảng chừng 2 cây đọt nữa là bắt đầu làm nụ cho cây rồi đó. Thì như thế này nha anh em, có những anh em nói tại sao lá cây của người ta dày và xanh dày đen luôn á, đậm luôn á. Thì anh em nào muốn lá mình dày cũng được. Thì sử dụng phân bón á, nếu cây của anh em đã kiểm tra là phát triển bình thường như những cây này thì anh em có thể sử dụng một trong các loại phân bón này ha. Một cũng có thể là định kỳ 1 tháng một lần anh em, Nutrigol 29-10-10 hoặc 30-10-10 vẫn được ha. Đúng liều lượng 1 tháng chỉ sử dụng một lần thôi ha. Đó, cho những cây. Còn á, anh em á, mà muốn cho lá cây mình nó xanh, nó dày, nó đen trong cái thời điểm tháng 4 này á thì cũng được, nhưng mà anh em phải hiểu được rằng lá trong thời điểm tháng 4 này còn rất sớm nha anh em. Lá của anh em mà xanh dày đậm đen á thì có thể là lá sau khoảng chừng tháng 9, tháng 10, lá những ngọn lá này có thể là bắt đầu nó rụng ha, nó vàng, nó rụng sớm. Thì càng lớn nhanh, càng mau già, càng mau trưởng thành thì càng mau rụng thôi.
Còn những cây mà ra cơi mới, lá mới như thế này thì về sau này nó sẽ ít rụng hơn nha anh em. Đó cho nên mình đừng có thấy mà người ta lá cây của người ta đậm đen, đậm thì nó đẹp đó. Nhưng mà cứ từ từ qua khoảng chừng tháng 6, tháng 7 á, lá đậm thì nó rất là tốt nha anh em. Còn thời điểm bây giờ lá như thế này thì cũng tương đối là đậm rồi đó. Nhưng mà đừng có dạng như là không có thể nào mà đòi hỏi được nhiều hơn nữa anh em. Nếu mà anh em đòi hỏi đậm hơn nữa thì cứ đẩy lần vào. Cứ đẩy lần vào thì nó sẽ cùng đọt và cái con lá mau già. Mau già và mau rụng anh em. Thời điểm này còn rất sớm. Cho nên anh em sử dụng phân bón thì chú ý ha, để cho đi đọt thì sử dụng 29-10-10 hoặc 30-10-10. Mình năm nay mình đổi qua cái này là tại vì nó có cái cọng magie oxit này nè. Cho nên mình chuyển qua cái này, magie nó rất tốt cho lá ha, làm cho lá dày lên. Đó, hoặc không thì anh em vẫn có thể sử dụng 3 số bằng nhau được nha nè. Nếu tới thời điểm định kỳ, 3 số bằng nhau. Vì trong thời điểm này cũng có vài cơn mưa á. Có vài cơn mưa, trong nước mưa có đạm thì nó cũng sẽ giúp cây đi đọt. Cho nên mình vẫn có thể sử dụng là 3 số 17 hoặc 3 số 20 hay là 3 số 15 nào gì đó thì tùy anh em có gì dùng đó. 3 số đạm lân kali cân bằng nhau. Còn những anh em mà muốn đậm thì đẩy DAB này vào. Đẩy DAB này vào thì lá cây của anh em sẽ mau đậm, nhưng mà là lá sẽ mau rụng về sau này nha. 4-5 tháng sau có thể là lá nó già nó cỏi rồi thì nó phải tự đào thải thôi đó. Còn các trung vi lượng á, trung vi lượng nó sẽ giúp cho lá dày hơn và xanh hơn, cũng góp phần như vậy nha anh em. Thì anh em cung cấp như magie kẽm hoặc là magie đồng kẽm sắt mangan rồi đó ha. Thì anh em đưa vào cho cây, có thể là mình cộng các trung vi lượng với cái loại này cũng được nha anh em ha. Đó, thì anh em tưới hoặc phun, rồi riêng cái loại là N3M mình vẫn sử dụng là mỗi tháng một lần cho cây. Và nên nhớ kỹ rằng phân bón thì sử dụng từ bằng hoặc yếu hơn liều lượng của nhà sản xuất đưa ra, chứ đừng có sử dụng mà quá liều anh em. Những anh em mới tập chăm nôn nóng thấy cây mình không phát triển tốt thì bắt đầu là đẩy dập dập vô thì cây có khả năng là nó dư phân thì cây chết thì chịu nha. Tại vì hồi trước mình mới tập chăm cây á, mình cũng đã chết rất nhiều lần vì nôn nóng thấy cây của người ta phát triển quá, cây mình sao mà còi cọc, cứ nghĩ là thiếu phân và tưới phân không đúng cách thì nó dư thì khó cứu lắm anh em. Có thể phạm nhẹ thì mình phục hồi nó từ từ được, còn phạm mà hơi dư liều hơi nhiều á thì cực kỳ khó ha. Rồi riêng các loại phân bón thôi nha, là NPK, còn cái hữu cơ thì anh em vẫn sử dụng định kỳ mỗi tháng một lần đó. Còn sâu và bọ trĩ thì mình vẫn sử dụng mỗi tuần một lần thôi nhá. Sâu và bọ trĩ, các loại thuốc bệnh rồi nữa. Nhiều khi mình làm clip bón phân á thì có một số anh em hiểu nhầm, tưởng đâu trong tháng đó chỉ sử dụng một cái loại phân bón đó duy nhất thì không phải nha anh em. Giả sử ngày hôm nay mình sử dụng NPK nhưng cách vài ngày nữa thì mình vẫn là 2-3 ngày sau tưới thuốc bệnh nè, phun thuốc bệnh nè. Đây bị bệnh cháy lá do vi khuẩn nha anh em. Đó, phun phòng và trị, cây nào bị thì trị, cây nào chưa bị thì phòng. Trị thì 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 ngày, còn phòng mỗi tháng chỉ phòng một lần thôi anh em. Còn các việc khác như là Antracon hay là nấm hồng là gì đó mình vẫn sử dụng cho cây ha. Nấm hồng thì sử dụng chăm bông nha anh. Mấy cây này thì chưa có biểu hiện bệnh, nhưng cây này thì cây này là mới là bệnh cháy bì lá nè. Cái này cháy do nắng nha anh, phải phân biệt ha. Nhiều khi anh em thấy cháy gì tưởng nó bệnh, phun vô thì có thể là không bệnh thì sử dụng phân bón của phân thuốc làm gì. Trong một tháng mình làm rất nhiều việc cho cây, như là NPK nè, N3M nè, rồi thuốc bệnh nè, thuốc sâu và bọ trĩ, rồi mỗi tháng là phải 4 lần sâu và bọ trĩ, mỗi tuần phải một lần anh em. Cho nên bọ trĩ nó mau có lại lắm, mỗi tuần một lần đi.
thì các việc đó là phải làm tháng 4 ha. Còn qua tháng 5 có thể là mình trước khi mình sử dụng phân bón mình cũng đi kiểm tra từ cây nha, coi cây nó như thế nào. Nếu trường hợp cây nó yếu, nó còi cọc quá thì không nên sử dụng lân cao ha. Không nên sử dụng lân cao, sử dụng đạm cao lên để mà cây đi đọt. Còn trường hợp mà cây mà phát triển vượt đọt quá, lóng dài quá thì đẩy cho nó một cử lân, không nên dùng đạm nữa. Đó, kiểm tra tùy từng cây mà mình sử dụng phân bón cho nó hợp lý là như vậy. Và vài phút nói chuyện với anh em như vậy ha. Còn bây giờ thì mình xin dừng clip ở đây để mình làm việc nhanh nè. Anh em xem clip á, nếu thấy rút ra được những gì đó hữu ích cho mình trong cái việc chăm sóc cây mai trong cái giai đoạn cuối tháng 4 này á, thì vui lòng cho mình xin một like ha, để giúp cho clip được YouTube đề xuất nhiều hơn, đến được với nhiều anh em khán giả mới tập chăm cây hơn ha. Và những anh em nào xem kênh mà chưa đăng ký thì nhớ ấn vào đăng ký, rồi ấn vào quả chuông, rồi ấn vào chữ tất cả nếu mà thấy yêu mến kênh ha. Làm tròn ba việc đó thì mỗi khi mình up clip mới lên á, YouTube sẽ báo về máy cho anh em trong vòng 1 giây ha. Còn anh em làm thiếu một trong 3 bước á, thì YouTube sẽ không thông báo được nha. Thôi chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo ha. Bye bye.